Nếu quý khách đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn mẫu phòng karaoke, phòng ăn VIP có chi phí đầu tư hợp lý, đầy đủ giấy tờ kiểm định vật liệu chống cháy, thời gian thi công chuẩn xác, hậu mãi và chế độ bảo hành uy tín, thì mời quý khách hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm phòng ăn VIP cho nhà hàng tại thủ đô Viên Chăn mà chúng tôi vừa hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư. Với tập khách hàng mục tiêu của nhà hàng là những cán bộ cấp cao, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, khách du lịch nước ngoài, chúng tôi đã tư vấn cho chủ đầu tư sử dụng mẫu thiết kế cổ điển có các gam màu trầm và trung tính để mang tới sự thoải mái cho khách hàng đến trải nghiệm. Với các chi tiết cổ điển mang âm hưởng châu Âu, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế cho không gian phòng hát. Đây chắc chắn sẽ là mẫu phòng ăn, phòng karaoke VIP mà chủ đầu tư không thể thiếu trong nhà hàng của mình. Sử dụng những chất liệu có độ bền cao, khả năng chịu nấm mốc, độ rung từ âm thanh, không xuống màu theo thời gian như là gỗ MDF chống ẩm, gương mài, inox mạ vàng, phù điêu dát vàng, vân vân. Chủ đầu tư sẽ không cần phải lo lắng về thời hạn sử dụng, chất lượng của vật liệu và cả vấn đề bảo trì bảo dưỡng cho phòng hát. Cuối cùng, với các chính sách dành cho khách hàng của công ty, các chủ đầu tư sẽ không cần phải lo lắng về chi phí thiết kế. Toàn bộ bản vẽ sẽ được miễn phí 100% khi ký kết hợp đồng với công ty, bảo hành miễn phí 12 tháng, bảo trì trọn đời, hỗ trợ xây dựng video quảng cáo, khai trương cho nhà hàng, hướng dẫn xây dựng mô hình kinh doanh, chuyên nghiệp hóa hệ thống nhân viên để mau chóng thu hồi vốn. Liên hệ ngay cho chúng tôi nếu chủ đầu tư đang muốn xây dựng những mẫu phòng ăn và phòng karaoke VIP như thế này qua hotline 0931 252 333. Đừng quên để lại cho Bảo Long một like và một subscribe để có thể chiêm ngưỡng những mẫu phòng đẹp tiếp theo. Bảo Long đem đến cho bạn giải pháp đầu tư hoàn hảo nhất.